Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cục thi hành án tỉnh hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đề ra. Bảo hiểm xã hội huyện Bá Thước thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ đầu tháng 1 năm 2020, nhiều văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực thi hành. Cụ thể, Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cấm triệt để việc điều khiển phương tiện giao thông, kể cả xe thô sơ khi có nồng độ cồn trong người. Nghị định 90 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng so với năm 2019. Nghị định số 91 năm 2019 của Chính phủ quy định từ ngày 5 tháng 1 năm 2020 tăng mức xử phạt từ 2 đến 100 lần so với quy định cũ đối với các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng chuyển nhượng đất. Thưa quý vị và các bạn, bằng những giải pháp quyết liệt trong hoạt động chuyên môn, thời gian qua, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã giải quyết hiệu quả, đúng pháp luật nhiều vụ việc, thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đáng chú ý, một số vụ án lớn, phức tạp kéo dài trong nhiều năm đã được giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người được thi hành án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Theo bản án số 15 ngày 31 tháng 1 năm 2013 của Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Lâm phải hoàn trả cho Hợp tác xã Thương mại Ngọc Trạo các loại tài sản và ngôi nhà 2 tầng trị giá 814 triệu đồng tại địa chỉ 131 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, người phải thi hành án là ông Trần Văn Lắm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Lâm, lấy lý do bệnh nặng đã sử dụng chính ngôi nhà này làm nơi điều trị bệnh. Việc cưỡng chế thi hành án không thể thực hiện do chỉ định của bác sĩ về việc tính mạng của ông Lắm có thể bị đe dọa nếu như tổ chức cưỡng chế. Đây là nguyên nhân chính khiến cho việc thi hành án bị đình trệ trong suốt 6 năm. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối năm 2019, bản án đã được thi hành hoàn trả tài sản cho Hợp tác xã Thương mại Ngọc Trạo, kết thúc quá trình thi hành án dai dẳng phức tạp. Trong số các loại án phải thi hành, án tín dụng chiếm một tỷ lệ khá lớn về tiền trong số các vụ việc mà cơ quan thi hành án thụ lý giải quyết. Với nỗ lực và quyết tâm cao, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp tốt của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, hàng trăm án tín dụng đã được giải quyết hoàn thành, thu hồi hàng chục tỷ đồng cho hệ thống các ngân hàng thương mại. Tháng 3 năm 2019, Chi cục thi hành án thành phố Thanh Hóa nhận được đơn đề nghị thi hành án của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Đình, Nam Thanh Hóa về việc thực hiện nội dung bản án dân sự đã được tòa tuyên tháng 10 năm 2018 có nội dung yêu cầu chị Nguyễn Thị Dung ở xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ 408 triệu đồng. Mặc dù tài sản bảo đảm là ngôi nhà tại xã Quảng Thịnh phải tổ chức bán đấu giá 2 lần do không có người mua và người phải thi hành án tìm mọi cách chống đối, không hợp tác, nhưng cuối cùng cơ quan thi hành án đã tổ chức giao nhà thành công cho người mua, hoàn trả lại tiền vay cho ngân hàng. Người phải có tài sản đảm bảo trốn, người phải thi hành án thì là chống đối bằng cách là tránh mặt, thì cơ quan thi hành án cùng với chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng như viện kiểm sát rồi là bên được thi hành án ở phía ngân hàng thì cũng phối hợp rất là tốt để hoàn thành được cái nhiệm vụ. Hệ thống ngân hàng được sự hỗ trợ của thi hành án để coi như là tất cả những cái vụ án, kể cả những cái vụ án đang làm và tương lai sẽ làm, nhưng mà riêng thi hành án luôn luôn cùng với ngân hàng nhà nước thực hiện tất cả để coi như là ngân hàng thu hồi được vốn. Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả tất cả các mặt công tác thi hành án dân sự. Do đó, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, Thanh Hóa hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh giao. Về việc đã giải quyết xong 13,1 nghìn việc trên 15,6 nghìn việc có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 83,9% với các chỉ tiêu được giao. Về tiền, đã giải quyết xong 336,7 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu do trên giao. Là ngay từ đầu năm, chúng tôi đã ban hành cái văn bản chỉ đạo toàn diện số 788. Trên cơ sở đó, chúng tôi giao cho các phòng
kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Thứ hai là phân công cho các đồng chí lãnh đạo cục phụ trách các chi cục theo hướng là chi cục hoàn thành nhiệm vụ thì lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, chi cục không hoàn thành nhiệm vụ thì lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ. Rồi kiện toàn, thứ ba là kiện toàn cái tổ xử lý nợ xấu liên quan đến các hoạt động tín dụng ngân hàng. Thứ tư là tăng cường công tác kiểm tra và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác phúc tra. Thứ năm là tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là với công an, tòa án, viện sát, ngân hàng. Việc hoàn thành được các chỉ tiêu cấp trên giao là không dễ dàng, mục tiêu phấn đấu vượt chỉ tiêu giao lại càng khó khăn hơn. Để đạt được mục tiêu này, Cục Thi hành án tỉnh đã đưa ra những giải pháp trọng tâm hiệu quả, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các ngành chức năng trong việc tổ chức thi hành án dân sự có hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Chúng tôi tiếp tục phát huy các cái nhóm giải pháp mà chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả năm 2019. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là các vụ việc có giá trị thi hành lớn. Thứ ba là làm tốt hơn nữa công tác cán bộ theo hướng là rõ người, rõ việc và phát huy tốt cái năng lực sở trường của từng đồng chí. Thưa quý vị và các bạn, là huyện miền núi nghèo, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Bá Thước luôn xác định chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Do vậy, những năm qua, Bảo hiểm xã hội huyện Bá Thước luôn thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn huyện. Huyện Bá Thước hiện có 108.000 người, tính đến hết tháng 12 năm 2019, toàn huyện có gần 98.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ về bảo hiểm y tế gần 94%. Năm 2019, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Bá Thước đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia. Phối hợp với các ngành chức năng và ngành bưu điện đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với nhân dân lao động. Đến nay, tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện đã vượt chỉ tiêu đề ra 125%. Chúng tôi cũng chỉ là một người dân làm kinh tế nên là cũng không có coi như là lương về sau, nhưng đến nay thì nghe được cái bảo hiểm y tế xã hội rất chi là có lợi ích để coi như là về sau về già, để cho chúng tôi coi như là đến lúc hết tuổi lao động không còn sức để đi làm lao động nữa thì rồi ít nhiều dành dụm coi như là đồng tiền để đóng bây giờ để về già, để chúng tôi cũng để kiếm số tiền gọi là không nhiều ít để coi như là đủ lo về coi như tuổi già. Năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Bá Thước đã thực hiện chi trả các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 119 tỷ đồng. Công tác chi trả đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng chế độ. Các chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Bá Thước trong năm qua đã triển khai rất là thuận lợi và các chỉ tiêu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện thì căn bản đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu. Đến hôm nay là hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về công tác phát triển đối tượng, công tác thu, công tác giải quyết các chế độ, công tác cấp sổ thẻ và đặc biệt là công tác bảo hiểm y tế. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm huyện Bá Thước đang tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, phấn đấu là một trong những đơn vị dẫn đầu cho các phong trào thi đua của ngành bảo hiểm xã hội toàn tỉnh. Chuyên mục Nhà nước pháp luật hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.